rồi mình làm. Làm xong cho anh em xem nha. Đây chiếc tàu VX 155 đời mới anh em. Đời 2021. Lọc gió này là lọ của Cusco mới về hàng luôn, mới có đầu tiên luôn nha. Xe này làm full nồi mở tua bay đến bi nè, đẹp độ ha. Làm xong đi gọi nó lên luôn, xin thì nó lên tới đây thôi, thì mình vớt theo bài của mình hết nha. Chuồng rồi sò rồi đi nhẹ nó bốc đi máy lại nó hết rung rần ở đầu, thầy có đời có hậu luôn. Cái lọc gió đồ chơi này là nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, nó bền nữa, anh em xài luôn không có hư, đi hàng ngày luôn, chạy mấy chục ngàn cây số luôn. Đây luôn làm nồi rồi. Làm xong rồi mình quay test cái đầu bóng đó cho anh em coi. Gặp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Đây, radio tí. Xin xì nè, cái dao nó vớt nè, rồi xin xì luôn, này bóp rất là đỡ luôn. Anh em yêu cầu nhà mình ha. Okay. Nhẹ cái máy. Vậy tiếp tục buổi chiều ngày thứ hai kết thúc. Rồi VX
Mario. À vậy xin lỗi. Rất bà nữa. Cái thật nữa. Cố gắng là không xe cho anh em nha. Này những cục máy đang ráp luôn. Cố gắng làm xe cho anh em thôi.